Rồi đấy chị. À, lại cao như mọi khi phải không em? Vâng chị. Chị bảo là không làm sao đâu, cứ uống thuốc nghỉ ngơi rồi nó đỡ. Huyết áp có tăng cao hơn một chút, nhưng mà không đáng lo ngại đâu chị ạ. Có cần đưa bà cháu tới bệnh viện để kiểm tra nó kỹ hơn không ạ? Nếu cháu có ý định như thế thì nên làm ngay, thay vì đón cô đến đây cho mất thời gian cả hai bên. Cháu xin lỗi. Bà cháu là bệnh nhân của cô, nên là tình hình bà thế nào cô nắm rõ nhất. Bà có tuổi rồi, những biểu hiện cháu nói là bình thường, nên là khi sự việc xảy ra cháu cũng cần bình tĩnh để xử lý nhé. Thật phiền cho em quá. Chị nhớ uống đều thuốc em đã kê nhé. Thôi em xin phép ạ. Để cháu đưa cô về. Cảm ơn cô. Chị uống nước đi ạ. Tôi không muốn nhớ lại đâu. Tôi không nghĩ cuộc đời của tôi lại lâm vào cái hoàn cảnh thế này. Đúng là oan gia. Anh ơi, anh tha cho vợ chồng em với. Tha cho vợ chồng nhà mày á? Bố này, bố cứu vợ chồng con với. Con vào xem ra ăn thế nào. Mày là ai? Sao bảo bố mẹ chết rồi, không có ăn gì cơ mà. Tôi là bố nuôi của chúng nó. Nuôi hay để, tao không an tâm. Tiền của tao giải quyết nghèo đây. Anh bình tĩnh đã. Mày đi trả không? Hãy bố dỡ nhà chúng mày xuống nhá. Dạ xin anh, xin các anh thứ tư cho vài hôm nữa. Bây giờ mày đi trả không? Các anh cứ bình tĩnh đã. Bình tĩnh, bình tĩnh đến bao giờ hả? Ông biết bao nhiêu lâu rồi chưa bình tĩnh? Các anh cứ bình tĩnh đã. Chuyện đâu còn có đó. Hơn 20 năm mà những hình ảnh ấy vẫn cứ ám ảnh em. Giá như ngày đó tôi bình tĩnh hơn, quyết định sáng suốt hơn thì thằng Gia An nó không bị mồ côi, mà tôi thì cũng không bị mất chồng. Chị đừng dằn vặt nữa, vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Không được. Kìa chị bình tĩnh. Nhưng mà không thể để cho thằng Gia An nó biết chuyện này được. Chú thử tính xem nhé, chắc chắn là thằng Hùng Lùn nó có một cái quan hệ gì đó với bố mẹ Mai Anh. Bây giờ hai đứa nó đến với nhau, sớm muộn thằng Gia An sẽ biết chuyện. Chị, hay là mình hủy đám cưới đi. Đằng nào thì Gia An cũng không muốn lấy Mai Anh ấy. Chú làm sao thế? Cái Mai Anh nó đang mang trong bụng đứa con của thằng Gia An mà. Chị, hủy hôn còn hơn là để cho Gia An biết rõ sự thật về cái chết của bố mẹ nó. Kể chị. Vui vẻ tự nhiên bà ấy lại lăn đùng ra, đầu không xuôi thì liệu đuôi có lọt không? Lọt cũng phải lọt. Này, có khi nào mụ ý kiếm cớ để hoãn đám cưới không? Nếu không lăn tăn sao phải cho người điều tra gia đình mình? Mình đừng có nghĩ lúc nào tôi cũng đầu bò, lúc cần thiết tôi vẫn đa mưu túc trí lắm chú nhỉ. Dạ vâng. À mà đại ca, cái lão đeo kính già bên kia lai lịch như nào mà em thấy nó quen quen? Chú nhìn nửa thế giới này thấy quen. Người ta là doanh nghiệp, người có tiền, còn mày là dân đòi nợ thuê, có cùng đẳng cấp chó đâu mà quen. Thôi đi kiếm hết đồ rồi gọi mấy thằng lên nhậu đi.